Ok, em giới thiệu cho anh con này được không? Anh nào quay đây, em cứ nói đi. Em nói về giá cả rồi xong giới thiệu thôi. Tên của con này là con gì? Dạ con này cũng là tiểu vũ anh. À, tiểu vũ. Giá của nó là 49. À, 49. Hôm nay là giá bằng bao nhiêu? Đây là vàng 24K đúng không? Dạ đúng rồi. 24K. Đây là con tỷ hưu của em nhỉ? Dạ. Đây có vẻ là con to nhất của em không? Chính đùi. 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 Chính đùi.
trái tim nữa. Quá là đẹp luôn. Đây là thiết kế mới mà có thương hiệu của em, có cái gì nhá. Quá đẹp luôn. Phở Thái Lan Hà Nội. Để bay trên tuyến cờ đỏ sao vàng tiên quân Việt Nam chiến thắng, màu cờ in hình núi sông giữ sự bền dùng xây nước non quê nhà như Bác Hồ ngày đêm ngóng trông. Hình Bác nhớ in trong tim lời Bác chúng con không quên, biểu pháo lên đời cao bắn rơi máy bay của thù, từng đoàn bộ binh tấn công phương bắc, từng đoàn xe tăng tấn công nhanh qua, biểu pháo lên đời cao bắn rơi máy bay của thù. The church.